Rồi cô. Rồi mình tiếp tục nha. Câu số 4. Câu số 4 đáp án của cô là đáp án C. Rồi chủ ngữ. Have you got, bạn có bất kỳ bức ảnh nào về bữa tiệc không? Rồi, any photos. Nó sẽ thay thế cho từ đây. À, cô xin lỗi, từ đây sẽ thay thế cho chủ ngữ ở trên này. À, từ đây ở đây chỉ những cái bức hình nè. À, vâng, chúng ở đây. Vâng, chúng ở đây. À, mình tiếp theo câu số 5 nè. One's very good. Break one is very good. A, B, or C? I R. Bạn này nói là this one. This one là chỉ cái gì nhỉ? This one. Không, mình không dịch là số 1 nữa. One ở đây thay thế cho một cái vật. This one là nói về cái này. This one. Bạn ấy đang nói về cái gì cô không biết nữa, nhưng mà this one là cái này đó, có thể là cái ghế, cái bàn gì đó ha. Cái này thì rất là gì nhờ? rất là tuyệt. À, rất là tuyệt, rất là tốt luôn. Vậy đáp án của cô sẽ là B. Tại sao nhờ? Bởi vì sau to be là một tính từ con ha. Từ well không phải là, từ well không phải là tính từ. Từ well là một trạng từ. Nên là cô câu A sẽ là bị sai ngữ pháp. Cô sẽ loại câu A này. Còn câu C thì bạn coi thấy thiếu cái từ gì không? Bạn thấy thiếu cái gì không? À, à, Is thiếu từ gì nhờ? Thiếu chủ ngữ đúng with không? yeah. Ờ. À. Rồi, loại luôn câu C nha. Rồi, câu cuối cùng. Lesson là một bài học. Lesson. Ví dụ như hôm nay cô đang dạy bạn Kho vậy đó. À, lesson, bài học. Starting là, con có chơi game mà nó hay để cái chữ 3, 2, 1, start. Thì từ start có nghĩa là gì nhỉ? Khi mà chơi game ấy. Bắt đầu À, bắt đầu ha. Rồi, dịch câu 6 nào. Câu 6 đáp án sẽ là gì nhỉ? Must. Nó giống như cái từ can vậy đó. Nó giống như cái từ can. I can. Sau nó là động từ nguyên mẫu. Từ can có nghĩa là có thể. Từ must có nghĩa là phải. còn câu xi À, it's my. Nó là của tôi. It's my. Của tôi. It's my. Của tôi. It's my. Đáp án câu số 6 chưa nhỉ? mai Obi con. À, đáp án B. Bạn ấy nói gì nhỉ? Oh look, câu số 6. Bạn Paul nói gì con? The lesson is starting. À, có nghĩa là gì nhỉ? Look là, Nhìn bài học là đang bắt đầu. À, đại học đang bắt đầu. Thì bạn ấy, câu A là ô tôi phải đi. Ô tôi phải đi. Câu B là chào buổi sáng. Câu C là của tôi. Vậy câu nào mới hợp lý nhỉ? Phải câu B không? Suy nghĩ lại thử con. Câu ai À, đáp án A ha. Tôi phải đi. Bài học bắt đầu rồi mà cũng chưa chịu đi nữa.
Rồi mình sẽ qua phần tiếp theo nào. Okay, look at this. Okay, can you read? Can you read? Yes. Đọc cho cô những cái từ vựng ở đây nè con. Wow. Car, okay, car. Carried. Hey. Carried. 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 Có nghĩa là Man. mang. Apple. Apple. Wheat. Quiet. Quiet. Thấy bạn này nhìn cái hình bạn này đang làm như vậy, biểu tượng là Im lặng. im lặng ha, quiet, im lặng, yên tĩnh ha con. Right. Rồi nhớ nha, nhớ cái bức hình này để nhớ cái từ vựng này, yên tĩnh, yên lặng, quiet. Rồi nhớ. Virus. Rồi cái từ wet có nghĩa là wet có nghĩa là ướt, picnic. Cắm trại, buổi dã ngoại ha. Từ này. Oh no. Well. No. Từ này mình đã học rồi nào. Work. Work. Có nghĩa là gì con? Đi. Đi bộ đi ha. Work. Từ này mình đã học rất là nhiều rồi. Rồi, look ha. Saw. Nhìn. Saw là nhìn. Saw thì là quá khứ của từ gì con biết không? Rồi. Quá khứ của từ see. See là ở hiện tại. Từ saw là đã nhìn ha. Rồi, which animal? Sheep. Shrimp, con cừu. Rồi, ở đây thì mình có rất là nhiều từ mới con nha. Mình chú ý và mình note lại nếu mà mình không biết cái từ mới đó. Wow. Rồi, we. Go out. Cô. Sao con? Cái từ này là từ gì? Từ nào nhỉ? Field. Field. Rồi, cô ghi đây ha. Rồi, nhân tiện bạn cô hỏi bạn coi nhớ từ này không nha. Farmer. Farm. Field là Và cánh đồng. Farm là có nghĩa là gì không nhỉ? farm nó có Cô viết ở trên màn hình này không? trại. Nông trại ha. Từ go out. Go out. Okay, took a picture. Rồi, câu số 1. Câu số 1, đáp án của bạn là gì nhỉ? Câu số 1 của con à quay Quay. Đọc cho đúng nào, đọc cho đúng nào. Cô hiểu là đáp án của con là gì rồi đó, nhưng mà chưa đọc đúng nha. well. Nó không phải que luôn.
Nó sẽ đọc là ông o work. Work. Có phải từ này không con, hay là từ này, hay là đáp án là từ này? Work. Work. Ok. Ok, number two. Sheep. Friendly sheep. Friendly black and white sheep. Very good. Rồi, mình đọc nữa thử nào. Câu số 3 nào. Nào, tôi đọc cái gì không? Ăn xong rồi. Không, đã đọc không ăn rồi. Ở picnic. Ai bạn ấy nói gì nhỉ? Rồi, Một mình dịch tiếp theo ngôi cái nhà to. mình dịch thử nha. Không phải là picnic, đáp án của cô không phải là picnic. Mình dịch giúp cô cái câu này nè con, dịch cho cô đi. Mình làm đoạn này thì mình sẽ dịch. Đêm mai pha đập Mình dịch sốt nha, mình dịch ha, không cần đọc con, mình dịch thử nè. ba Ba của bốn ai? tôi hét lên nhìn thấy Nhìn gì nha, look behind, behind. nhìn đằng sau Nhìn đằng sau. bạn. Phải là nhìn đằng sau con ha. Ở đây mình sẽ dịch là đằng đằng sau con, bởi vì bố nói mà, nhìn đằng sau con kìa. Do vậy có nghĩa là do người bố đã hét lên và bạn ấy đã I did, tôi đã quay đầu lại nè. I did, tôi đã làm. Đã làm ở đây là đã quay đầu lại. Thì bạn ấy mới thấy gì nhỉ? Ai gì nhỉ? So I saw a big horse. Rồi, từ này mình đã học rồi nè con. Cho cô biết từ này có nghĩa là gì nhỉ? Jumps. chim nhảy. Nhảy. Từ này. Left. Là Left. Rồi, suy nghĩ cho cô câu số 4 nào con. Câu số 4, what is your answer? Câu số 4 đáp án của bạn Khôi là gì nhỉ? Đang nghĩ cô. Wait. Wait. Okay, what about number five? Apple. This is an apple. Number six. Ở quyền Number six.
Câu số 4 đã là wet rồi đúng không Em nhỉ? á cô. Em á cô. Cái nào ạ? Em lại nhé. Mình đọc là quiet. Wild. Rồi. Cô có cái từ enjoy ấy, có nghĩa là rồi, cô đã giải thích nghĩa ở phía dưới này rồi ha. Rồi, dịch dùng dịch cho cô câu này nào ạ? Dịch cho cô câu này nè, để mình tìm ra đáp án của câu số 6 nào. Ngôi nhà No, nào the ừ. Cô horse chứ không phải là house. Horse. Ho là không phải ngôi nhà đâu, con ho là cái gì nhỉ? ngựa Ngựa gì, con ngựa gì? ngựa ăn nó Đã ăn ha, ay là quá khứ của to eat thì mình dịch là đã ăn nó, là đã đã ăn đến những quả đây táo ấy. rồi. Rồi, tiếp theo. Tôi Hungry. I'm hungry. đói, tôi đói bụng, Tôi cũng rất là bình đói thường bụng. tôi tận hưởng Tận hưởng cái gì nhỉ? By the river. River là con sông con ha. River là con sông. Tận hưởng gì mà bên cạnh dòng sông nhỉ? Wise. Tận hưởng gì con? Im lặng. Tận hưởng im lặng hả? Thế là tận hưởng gì nhỉ? Bạn ấy đang đi đâu nhỉ? Đi hướng con sông. Đi đóng quan sông để làm gì? Đi đấy là con sông để làm gì? Rồi mình tìm lại thử nha. Đáp án của cô không phải là quiet rồi. Rồi suy nghĩ đáp án khác thử nào con. Carry. Carry có nghĩa là gì nhờ? Tận hưởng, mình dịch thử có hợp lý không nhờ? Picnic. 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 Tận hưởng cái buổi dã ngoại bên cạnh dòng sông. Rồi, câu cuối cùng. Đang khoai dịch cho cô câu cuối cùng nữa nào. Where is If Inverse Solace My Failures Test And Some Rồi, đọc cho cô theo từ này ha. Different. Different Different. Different Of cheese. Cheese Cheese. Cheese Watermelon. Watermelon. Watermelon là quả dưa hấu ấy còn. Watermelon. Watermelon. Rồi, đọc lại giúp cô nào. Different. No. It different. 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 Yes. No. Rồi, ông này sẽ đọc là âm y ha con, hai chữ a, hai chữ e thì mình sẽ đọc trong tiếng Anh là thành âm y, cheese. Cheese. Cheese
phòng tuần tra bảo vệ này chuyện này là chỉ Từ này nè không? câu chuyện Nghe. kiếm là đã được chỉ ra có một thời kỳ hỗn loạn như vậy. Water. Melons. No, watermelon. Watermelon. À, rồi từ này. Có hai ông tiếc. Quiet. Wild. Quiet. Wild. Một lần nữa con. Wild. Từ này. Wales. No, không đọc là well, không hề từ well. Từ này mình đã học rất là nhiều lần rồi. Nhớ lại thử nào. Cô đã ghi phiên âm ở dưới đây rồi nào. Quay. Không phải là quay luôn. Work. 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 Carried. Very. Carry. Very. Rồi bây giờ chỉ lại thử một lần nữa nha. Between Between ở đâu con nhỉ? Between ở đâu ra hay vậy? quiet Very good. quiet Rồi, lại sai nữa rồi. work Work. Work. work work yes. Sai, wrong. Cheese. 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 Different. Different. Watermelon. Watermelon. Rồi, về nhà thì mình nhớ học lại từ vựng nha con. Trong cái bài này nè, nó rất có rất là nhiều từ mới. Cô đã ghi hết trên này rồi. Rồi, về nhà thì mình xem lại cái này, học lại và đọc từ vựng cho đúng ha. Hôm sau cô sẽ tra kiểm tra lại những cái từ vựng này nè. Rồi, bài hôm nay có rất là nhiều từ vựng luôn ý. Okay, today this is the end of the lesson today. Goodbye and see you next time. Goodbye, teacher.